chào cô ạ. Vâng ạ, em chào Dạ. cô Bình ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Cô Tôi xin giới thiệu với các anh các chị, tôi tên là Bình ạ, ở bộ môn sinh lý học ạ. Trong cái phần ôn đầu vào của cái chương trình ôn đầu vào cao học năm nay của các anh các chị thì tôi được phân công làm việc, có cái lịch tôi đã gửi đến các anh các chị rồi đấy ạ. Tức là có hai nội dung là phần tuần hoàn và phần máu. Thế và vì là cái trong cái bốn thời lượng 4 tiết thế mà hai chương, thế cho nên đúng là nó cũng chỉ là phần ôn tập thôi ạ. Tức là mình sẽ review lại, tức là mình đi lại qua các cái gọi như là các phần tổng quan thôi. Chắc nó đủ thời gian để đi các phần tổng quan thôi, các cái nội dung thôi. Thế và các chị cũng biết rằng là thi thi trắc nghiệm, tức là các cái phần mà các câu hỏi thì nó sẽ rất là nhiều và nó đi vào các phần rất là tiểu tiết. Thế cho nên cũng mong là các anh các chị sẽ tự ôn tập tự đọc là chính á. Nên tôi xin phép là tôi sẽ đi các cái nội dung chính ạ. Thế và trong cái phần mà trong cái phần mà tôi đi thì tôi cũng sẽ hy vọng cố gắng lồng ghép vào đó một số cái cách mà ví dụ như là để cho anh chị thấy rằng là cái việc ôn ý nó nên đọc các cái nội dung hơn là ôn đi theo câu hỏi nếu như mà anh chị có ít thời gian, bởi vì đôi khi nếu như anh chị nắm được cái, nhất là sinh lý học thì nắm được cái cơ chế thì anh sẽ có thể khi anh đọc câu hỏi ý, bởi vì câu hỏi nó sẽ thiên hình vạn trạng, ta sẽ biến hóa nó đi rất là nhiều dạng, thì để anh chị có thể trả lời được các câu hỏi một cách gọi như là cũng đơn giản và tự tin hơn, là học ngược từ các câu hỏi hoặc là từ bộ câu hỏi. Bộ câu hỏi nhiều khi là chỉ để tham khảo, và tôi cũng thấy rằng nhiều bộ câu hỏi thì cái đáp án ấy ạ, đôi khi tôi thấy nó cũng không phải là được chuẩn. Thế thì tôi sẽ xin phép đi cái phần tuần hoàn trước ạ. Phần tuần hoàn thì sẽ có những, tôi sẽ đi những cái nội dung như thế này ạ. Nó sẽ liên quan đến ngày hôm trước có một chị đã hỏi tôi về cái tài liệu tham khảo, thì chắc là hôm thứ ba thầy Tùng là trưởng bộ môn thầy ý, ôn với các anh các chị thì thầy đã có trao đổi về tài liệu tham khảo rồi đúng không ạ? Tức là cái cuốn mà sách giáo khoa dành cho Y2 đấy ạ. Bác sĩ giáo khoa Y2 bộ môn do giáo sư Phạm Thị Minh Đức chủ biên ấy ạ, tái bản năm 2019 ấy. Thế thì cái phần tôi đi ý, tôi sẽ đi ở phần tuần hoàn ấy, tôi sẽ giới thiệu anh các chị sẽ phải đọc lại những cái phần liên quan đến, thứ nhất là đặc tính sinh lý học của cơ tim này, các cái phần liên quan đến chu kỳ tim này, điều hòa hoạt động tim này, và liên quan đến phần của động mạch, ít vi tuần hoàn tĩnh mạch. Thế còn cái phần không tuần hoàn cơ quan thì không. Thế thì đấy là các cái nội dung chính. Thế thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi vào các cái nội dung chính mà tôi chiếu ở đây. Ở đây thấy có chị, ở đây có Vân Vũ. Chị nói hộ một tí được không ạ? Là cái tim nó được cấu tạo như nào được không ạ? Có đây không ạ? Đây nhé, đây nó là cái hình gọi như là minh họa cái cấu trúc của các cái cấu trúc của tim chia làm hai hai phần đúng không ạ? Phần tim phải và phần tim trái đấy ạ. Tức là nó là cái hệ tuần hoàn lớn và hệ tuần hoàn nhỏ. Các cái buồng tim này với cái cấu trúc của nó, cái hệ thống cơ rồi hệ thống van nối với cả động mạch và cùng với hệ động mạch, nó là cái vòng gọi như là gồm có vòng đại tuần hoàn ở bên trái và vòng tiểu tuần hoàn, vòng tuần hoàn nhỏ. Thế thì cùng với hệ mạch máu nó lưu thông máu đấy ạ. Thế thì cái trong cái hệ tuần hoàn này này thì tim ấy nó là cái động lực chính như một cái bơm, mà trong thì tâm thu thì nó sẽ là đẩy máu đi, và trong thì tâm trương thì nó sẽ là lại hút máu về. Thế thì đấy là cái phần mà tôi giới thiệu về cái
cấu trúc của các buồng tim. Thế thì bây giờ cái phần đầu tiên mình sẽ đi đấy là anh chị nhìn thấy cái này là cái gì không ạ? Đây là cái hình ảnh minh họa của cái phần của các cái tế bào cơ tim ạ. Tại sao tim lại các cái buồng tim như thế? Các buồng tim, tế bào cơ tim nó là gồm, nó cũng là các tế bào mà người ta nói có đặc tính giống cơ vân và giống cơ trơn. Nhưng nó có, đây là các cái tế bào đấy ạ, các tế bào. Nhưng mà anh chị nhìn thấy ở các tế bào này này, nó có các cái cầu nối. Thế cho nên nó tạo ra một cái gọi là cái dạng hoạt động của cơ tim là hoạt động khi mà hoạt động theo cơ chế tất cả hoặc không ấy ạ. Tức là khi mà nó hưng phấn thì toàn bộ khối cơ tim cùng hoạt động động, ví dụ như cùng khối cơ tâm thất, cùng khối cơ tâm nhĩ, bởi vì nó có các cầu nối như này, các cầu nối như này và điện thế hoạt động. Khi mà nó hưng phấn ở một phần thì nó sẽ lan ra ở toàn bộ khối cơ tim. Thế cho nên nó sẽ hoạt động theo lối gọi là hợp bào. Thứ hai nữa, một cái đặc điểm nữa của hệ thống cơ tim đấy là nó có cái hệ thống gọi là hệ thống tự phát xung động và dẫn truyền. Thế thì cái hệ thống này có khả năng tự phát xung động, tự hưng phấn, tự phát xung động ở trong cái khối cơ tim. Nó là những cái tế bào mảnh có kích thước chừng độ khoảng 5 đến khoảng 10 micromet gì đó, và nó có khả năng hưng phấn rất là cao. Nó sẽ gồm có các hệ thống, có là tôi nhắc lại một tí, nút xoang này, nút nhị thất này. Đây là các cái bó liên quan đến của tâm nhĩ này, hai tâm nhĩ này, xong rồi đi xuống, đi qua cái vách liên thất này, bó hết và chia và đi sâu vào trong khối các cái khối cơ tim, khối cơ tâm thất. Đấy là bó mạng và mạng Purkinje chạy ở dưới các cái phần của cơ tim, nó có khả năng hưng phấn và dẫn truyền. Thế thì đấy là hai cái cấu trúc đặc biệt của cơ tim. Thế thì cái đặc điểm sinh lý thứ nhất là tính hưng phấn. Cái hình này nó minh họa, ở đây là hình ảnh của cơ tim này, đây là hình ảnh của cơ vân này, đây là cái cường độ kích thích, trong sách của anh cũng có đấy ạ. Người ta nhìn thấy rằng là nếu như mà kích thích ở ngưỡng nhá, thì sẽ có một nhóm cơ vân nào đó đáp ứng. Tuy nhiên anh sẽ nhìn thấy hoặc là kích thích với một cái, đây là cường độ kích thích, khi mà cường độ kích thích cao hơn ngưỡng thì cái nhóm cơ vân đáp ứng nó sẽ nhiều hơn, tăng lên. Đấy, nó cứ tăng lên theo nó tỷ lệ với cả cái cường độ của đáp ứng kích thích. Đấy, nhưng mà với khối cơ tim thì anh thấy rằng một khi mà kích thích đạt được đến ngưỡng ấy, thì nó sẽ đáp ứng. Và đáp ứng, anh nhìn thấy rằng khi anh tăng ngưỡng lên thì cái đáp ứng của nó vẫn là tương đồng với nhau. Tức là khối cơ tim đáp ứng theo quy luật tất cả hoặc không đấy ạ. Cùng đáp ứng bởi vì nó có cấu trúc theo khối kiểu là cái dạng hợp bào. Như ban nãy là tôi đã giới thiệu. Thế thì đấy là cái đặc tính sinh lý học thứ nhất là tính hưng phấn. Thứ hai nữa là cái đặc điểm của cái hoạt động khi mà nó hưng phấn. Thế thì anh cũng biết rằng là với cái câu chuyện của cái cơ, ví dụ như là dẫn truyền điện thế hoạt động, bản chất của cái câu chuyện hưng phấn, tín hiệu dẫn truyền ở trong cơ thể nó là các điện thế hoạt động, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như ở trong ở sợi thần kinh chẳng hạn thì nó sẽ là các cái pha đấy ạ, pha khử cực cực này, xong rồi xong đấy chỉ chừng độ khoảng vài chục mili giây gì đấy thôi, sau nó là khoảng vài phần vạn giây đấy, sau sẽ là hiện tượng tái cực. Thế thì ở đây là cái hình ảnh minh họa các cái giai đoạn điện thế hoạt động của cơ tim này, thì anh sẽ nhìn thấy rằng là cái đây là giai pha, cũng là pha khử cực của điện thế hoạt động của cơ tim. Thế nhưng mà anh sẽ nhìn thấy có cái đi ngang này này, nó là cái sự khác biệt giữa cơ tim và ví dụ như là của cái hệ thống khối cơ tim đấy ạ, với các cái hoạt động điện thế hoạt động khác. Thế thì bây giờ cái ngay sau cái pha khử cực, cái pha này gọi là pha gọi là đạt được cái giai đoạn đi ngang này, là tiếng Anh nó là plateau đấy ạ, tức là cái giai đoạn bình nguyên hay là cái giai đoạn cao nguyên của điện thế hoạt động. Cái giai đoạn cao nguyên của điện thế hoạt động này của cơ tim ấy, nó kéo dài như thế này. Đây ạ, nó chừng độ khoảng
phải được khoảng độ 150 mili giây, ví dụ như thế. Đây là minh họa hoạt động của cơ tâm thất. Thế thì nó phải kéo dài chừng độ khoảng gấp đến 15 lần so với cả cơ vân, so với cả cơ vân. Thế thì cái nguyên nhân gì mà lại tạo ra cái câu chuyện như thế này, và tại sao ở cơ tim lại có cái câu chuyện tạo ra cái điện thế cao nguyên như thế này? Thế thì anh hãy nhìn thấy cái minh họa ở đây. Đầu tiên vẫn là cái câu chuyện đi vào của cái dòng nari, nó là dòng nhanh. Nhưng mà sau đó thì ở cơ tim nó còn có một cái hệ thống kênh nữa hoạt động rất là phong phú, đấy chính là hệ thống kênh canxi. Nó là kênh mà người ta nói rằng nó mở ra chậm và kéo dài và đóng vào chậm. Và cái giai đoạn cao nguyên của điện thế hoạt động như này, nó là do cái vai trò của cái kênh canxi. Thời gian của nó chậm hơn so với kênh natri, nó là kênh canxi chậm. Kênh canxi chậm, nó thời gian của nó kéo dài hơn khoảng 10-20 lần so với cả thời gian của kênh natri. Thế và nó phải kéo dài chừng độ khoảng như thế này, khoảng độ vài phần 10 giây ấy, rồi bắt đầu nó mới đóng. Trong khi đấy kênh natri thì chỉ khoảng độ vài phần vạn giây, phần nghìn giây gì đó thì nó đã đóng lại. Thế thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất tạo ra cái cao nguyên của điện thế hoạt động. Một cái nguyên nhân thứ hai nữa là trong cái giai đoạn mà đang ở cao nguyên của điện thế hoạt động, kênh canxi đang mở như thế, thì nó lại còn có một hiện tượng nữa là cái việc tái cực diễn ra có phải là do mở kênh kali đúng không? Và kali sẽ đi từ trong ra ngoài. Thế nhưng mà ở cơ tim trong cái giai đoạn cao nguyên đó, trong cái giai đoạn này, giai đoạn cực cực này, thì màng tế bào lại trở nên không thấm hoặc là thấm rất là kém với kênh kali. Cho nên kali, cái việc, cho nên nó sẽ làm cho cái việc kênh kali nó sẽ bị chậm lại. Thế và cái việc kali đi từ trong ra ngoài, cái đấy nó làm chậm lại. Và nó là một trong những nguyên nhân tiếp theo làm chậm lại cái quá trình gọi là quá trình tái cực. Và đấy chính là các cái phân tích cái cơ chế hoạt động của cái giai đoạn điện thế hoạt động của cơ tim. Thế và câu hỏi đặt ra cho anh các chị là tại sao cơ tim lại phải có giai đoạn cao nguyên của điện thế hoạt động? Mà tôi vẫn muốn hỏi chị đây, Vân Vũ với là anh hay chị ạ? Chắc là chị. Để làm gì ạ? Có giai đoạn cao nguyên của điện thế hoạt động cơ tim để làm gì ạ? Mời chị Vân đi ạ. Dạ em chào cô ạ. Dạ. Chị nghĩ là em thưa cô. Dạ. Em thưa cô, theo em thì là khi mà ở cơ vân có cái cơ tim có cái hoạt điện thế nghỉ lúc này là để tạo ra cái khoảng nghỉ cho cơ tim, vì cơ tim nó là một cái cơ mà nó hoạt động độc lập ạ. Dạ vâng. Cảm ơn chị ạ. Có ai đấy ạ? Có anh chị nào đấy ạ? Vâng, cảm ơn chị Vân. Anh chị nào đi ạ? Em đưa cô, em dạ. em nghĩ là do cần thời gian để dẫn truyền từ nhĩ xuống thất đi ạ. Cần thời gian để dẫn truyền từ nhĩ. Không biết có đúng không ạ? Em chào cô. Dạ vâng, cảm ơn chị. Đáp ứng tất cả hoặc không của cơ tim. Dạ dạ, chị cứ nói đi ạ. Tại sao khi lại có một cái dòng điện thế hoạt động như này? Vâng ạ, bình thường ví dụ như điện thế hoạt động của sợi thần kinh chẳng hạn thì nó sẽ khử cực và ngay sau đó là cái hiện tượng tái cực luôn. Tái cực nhưng mà đây lại tái cực rất lâu. Dạ, vâng, kéo dài đấy ạ. Câu hỏi nó sẽ có câu hỏi thi sẽ làm kiểu như thế. Họ sẽ đưa ra các cái lý do mà anh chị chọn lấy một lý do và đấy là tôi muốn hỏi đấy ạ. Alo, em thưa cô là dạ. Ừ đúng rồi. Dạ, em thưa nhưng cô mà là tại sao để theo em nghĩ? Theo em nghĩ thì là bởi vì để tránh cho trường hợp cơ tim sẽ có bắp liên tục. Đây là ý nghĩa nguyên nhân của. Vâng ạ. Cơ tim nếu như cơ tim mà có bắp liên tục thì làm sao hả anh? Nó sẽ không có sự nhịp nhàng của quả tim mà sẽ làm cho máu sẽ không tống đi được. Anh nói trúng nhiều phần rồi đấy ạ. Chính xác. Anh nói trúng nhiều phần. Không có nhận là lý do chúng sách. Có phải là để tránh hiện tượng ruột rút không ạ? Thế là tránh ngừng tim đột ngột đấy ạ. Vâng ạ. Bây giờ cái
cái đặt cái chức năng sinh lý của tim là trong thì tâm trương thì giãn ra đúng không ạ? Ban nãy tôi nói là một cái bơm hút và một cái bơm đẩy ạ, à, đúng không ạ? Trong thì tâm trương thì làm sao ạ? À? Giãn ra để cho áp suất ở các cái buồng tâm nhĩ thấp hơn áp suất ở tĩnh mạch, và cứ như thế cho nên máu được hút trở về tim trong thì tâm trương, đúng không ạ? Đầy máu rồi thì sẽ bắt đầu sang chu kỳ tâm thu gì ạ? À? Có đúng là tim hoạt động như thế không ạ? À? Thế thì trong thì tâm thu thì nó sẽ phải thực hiện tống máu. Nếu bây giờ mà anh vừa bóp một cái rồi anh nhả ra ngay ấy, thì có tống được máu không ạ? Có tống được đủ cái lượng máu nào đó. Bây giờ ví dụ như cơ tâm thất của anh chẳng hạn, nó sẽ tống chừng trong một lần bóp chừng độ khoảng mỗi buồng thất tống chừng khoảng 50-60ml máu. Thế thì để tống được cái 50-60ml máu vào động mạch đấy, nó sẽ phải tạo ra một cái gì ạ? Đúng không ạ? Nó là để thực hiện cái chức năng bơm máu đấy ạ. Nó để thực hiện cái chức năng bơm máu của cơ tim. Ở đây cái tín hiệu điện, cái điện thế hoạt động này, nó tất nhiên nó dẫn truyền đến các phần giống như ban nãy tôi đã giới thiệu của hệ thống hưng phấn dẫn truyền. Thế nhưng mà tuy nhiên để cơ tim thực hiện chức năng bơm máu thì nó sẽ phải có cái hiện tượng co kéo dài như thế để rồi tống được đủ cái lượng máu đi lên phổi hoặc là đi ra động mạch. Đúng không ạ? Còn tất nhiên nếu như mà lại cứ hưng phấn liên tục thì giống như là ban nãy có một anh nói nhỉ, nó sẽ là cái câu chuyện của rung khối cơ tim rồi, đúng không ạ? Và như thế thì sẽ không thực hiện được cái chức năng bơm máu. Cái phần tiếp theo, vâng ạ, đây là minh họa cái cơ tim nó bắt đầu co khoảng trường độ vài mili giây sau khi điện thế hoạt động xuất hiện, và tiếp tục co trường độ khoảng vài mili giây nữa sau khi điện thế hoạt động kết thúc. Đây là minh họa cái điện thế hoạt động ở trên cái sợi Purkinje thôi, cái sợi Purkinje. Một cái đặc tính nữa, nó là tính trơ là như nào ạ? Tính trơ là tức là ví dụ như kích thích thì có đáp ứng, đúng không ạ? Kích thích thì có đáp ứng, tuy nhiên bây giờ kích thích thì không có đáp ứng. Cơ tim trơ ở giai đoạn nào ạ? Cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn không đáp ứng với cả kích thích, và một cái giai đoạn mà chịu đáp ứng. Thế thì ở đây này, cái hình nó rất là đơn giản này này, nó chính là tâm động đồ của con ếch, của tim con ếch. Người ta ghi hoạt động của tim con ếch nó cũng có các cái chu kỳ tâm thu này, xong rồi tâm trương này, tâm thu này, tâm trương này. Thế trong lúc quả tim con ếch đang hoạt động như này thì người ta mới dùng một dòng điện người ta kích thích vào, tức là nó là một cái dòng điện khác kích thích vào khối cơ tim. Thì người ta thấy rằng là cứ kích thích vào thì tâm thu thì không có đáp ứng, nhưng mà kích thích vào giai đoạn này, đến cái lúc tâm trương này, thì nó tạo ra một cái co bóp gọi là co bóp phụ như này. Co bóp phụ, co bóp ngoài thì tâm thu nhỏ hơn, cho nên gọi là cái gọi cái co bóp phụ này, nên gọi là cái ngoại tâm thu ở đây. Thế thì cái giai đoạn này bắt đầu gọi là cái giai đoạn mà cơ tim chịu kích thích. À, về mặt nguyên tắc chuẩn là sau khi có cái ngoại tâm thu này thì sẽ có cái giai đoạn đây ạ, giai đoạn dài như này, giai đoạn dài như này, đấy chính là người ta gọi là nghỉ, chứ không phải là cứ theo chu kỳ liên tục như này nữa. Và cái nghỉ bù như này thì giải thích lại làm sao thì anh chị đọc ở trong sách nhé. Câu hỏi của tôi đặt ra là tại sao lại có giai đoạn trơ, mà anh cũng phải cái nghỉ bù thì trong sách có, nhưng mà ví dụ như câu hỏi là tại sao lại có giai đoạn trơ, tại sao lại phải trơ, nó là tế bào, nó là cái gọi như là tế bào của mô, tổ chức mô, cơ quan của sống của cơ thể, về mặt nguyên tắc là cứ kích thích thì có đáp ứng, nhưng tại sao lại phải có giai đoạn trơ, có giai đoạn không đáp ứng? Để cơ tim nó không bị chịu kích thích liên tục.
để tim không bị chịu kích thích liên tục. Để làm gì ạ? Để em cô là không để cho tim không bị co cứng và phù hợp với chức năng bơm máu của tim ạ. Dạ, dạ vâng. Chính xác đấy ạ. Anh chị đọc khá là kỹ rồi đấy ạ. Nên là tôi cho em hỏi một chút nữa thôi về cái tính chơi ấy. Nếu mà mình tính về cái giai đoạn cung điện điện thế chưa làm tái cực và khử cực ấy, thì cái chơi nó sẽ rơi tái cực hay là giai đoạn khử cực của cô? Đây ạ. Anh nhìn cái hình minh họa đúng câu trả lời cho câu hỏi của anh ạ. Cái màu vàng này chính là giai đoạn chơi đấy. Giai đoạn chơi đấy ạ, tùy theo ạ. Đây ạ. Nó kéo dài trường độ khoảng của tâm thất, trường độ khoảng có thể đến đến được 0,3 giây, 0,25 cho đến khoảng 0,3 giây. Cơ tâm nhĩ chơ trường độ khoảng 0,15 giây. Thì hầu như ở cái giai đoạn cực cực nhỉ, nó sẽ chiếm hầu như toàn bộ cái giai đoạn cực cực. Sẽ có đến những cái giai đoạn, tất nhiên là về mặt nguyên tắc khi người ta làm thí nghiệm ấy, có những cái giai đoạn bắt đầu kết thúc của quá trình khử cực, thì lúc đó bắt đầu màng tế bào sẽ trở nên nhạy cảm, bắt đầu nó giảm cái tính trơ đi, nó chứ còn nó không phải là ở tất cả các giai đoạn nó cứ đều tương đương nhau đâu. Tức là nó có thể khi mà anh tăng cường độ kích thích đến một mức nào đó ở những cái giai đoạn cuối như này này vẫn có thể đáp ứng. Thì đấy là cái tính trơ. Em hỏi thêm một câu tính trơ nữa, vậy thì các cơ khác ví dụ như cơ vân thì có tính trơ không? Cơ vân thì bởi vì cái thời gian hầu như là cái thời gian khử cực tái cực của nó diễn ra rất là nhanh theo các cái dòng của kênh natri và kênh kali. Cho nên hầu như người ta thấy rằng là khi kích thích thì nó co, và đến lúc mà kích thích với một cường độ lớn thì anh có thể hoặc là liên tục thì nó có thể gây ra cái cơn gọi là kiểu cơn co Sutani. Tính tiếp, cái phần đặc tính tiếp theo đấy là phần tính nhịp điệu. Ban nãy thì tôi đã giới thiệu ngay từ đầu của cái hệ thống tự động này rồi, đúng không ạ? Tính nhịp điệu là tính như nào? Nó có khả năng tự phát xung ra, khả năng tự phát xung động một cách nhịp nhàng của cái hệ thống nút tự động như thế này. Tại sao lại tự phát xung ạ? Tại sao lại gọi là tự phát xung ạ? Vì nó không chịu ảnh hưởng của người ta nói rằng là nhờ cái tính nhịp điệu như này mà quả tim nhé, anh có thể làm thí nghiệm ở trên quả tim, ví dụ như là quả tim của con ếch ạ, anh tách khỏi cơ thể và anh nuôi dưỡng nó bằng một cái dung dịch thích hợp ạ, thì nó vẫn co bóp nhịp nhàng. Thế thì cái hệ thống nút này nó có tính hưng phấn rất là cao. Và do cái câu chuyện của tại sao nó có thể tự hưng phấn như thế, bởi vì nó có cái sự dò dỉ ạ, dò dỉ của cái ion này và tế bào của hệ thống nút. Mà ở đây cái tần số phát xung lần lượt của nút xoang là bao nhiêu ạ? Nút xoang, nút nhị thất, bó hít, mạng lưới Purkin. Nút xoang là 70-80 ạ. Hình rồi ạ. Nhị thất ạ. Nhị thất là 40-60 ạ. Xong là 30-40 hay sao, còn bó Purkin thì em không nhớ. Purkin là 15 đến khoảng 40 xung 1 phút. Khi mà anh tách rời từng phần này ra khỏi nhau và anh vẫn đảm bảo anh nuôi dưỡng bằng dung dịch thích hợp, từng phần này nó lại có khả năng tự phát xung. Và ở đây đấy là cái khả năng tự phát xung. Thế thì cho tôi hỏi một câu là trong các cái hệ thống này này, trong hệ thống nút dẫn truyền như thế này này, người ta gọi rằng là nhịp bệnh nhân của anh ấy, luôn nhịp của bình thường của chúng ta ấy, luôn luôn gọi là nhịp xoang. Tại sao lại gọi là nhịp xoang mà không gọi là nhịp nhị thất hay là nhịp hít hay là nhịp? Tại sao lại như thế? Tại sao lại được gọi là nhịp xoang? Bởi vì tần số xoang cao nhất thì nó sẽ phát nhịp từ xoang và sau đó theo lan truyền thì nó sẽ kích thích các nơi còn lại. Thì thế gọi là nhịp. Chính xác đấy ạ. Chính xác, bởi vì nút xoang nhịp phát nhanh nhất cho nên nó giành lấy quyền làm nút chủ nhịp. Chính xác đấy ạ. Nó là nút chủ nhịp, người ta gọi nút xoang là nút chủ nhịp. Với cái câu
câu chuyện nút xoang là nút chủ nhịp như thế, nút xoang là nút chủ nhịp như thế, cho nên là đồng thời với cái câu chuyện nữa, tín hiệu điện điện thế hoạt động sẽ dẫn truyền từ nút xoang này đến nút nhị thất này. Ban nãy có một chị nói rằng là tại sao lại phải có giai đoạn chơ để rồi máu tống được đủ từ nhĩ xuống thất. Cái câu chuyện tống từ nhĩ xuống thất đấy nó dừng ở đây này, đến cái chỗ nút nhĩ thất này nhẽ ra chạy tiếp đi xuống đến bó hít thì nó lại chậm lại ở đây khoảng 0,1 giây. Và với cái câu chuyện chậm lại 0,1 giây này thì để nó tống được nốt cái lượng máu từ nhĩ xuống thất, rồi bắt đầu đến cái thời kỳ mà để làm co, bắt đầu của co cơ tâm thất. Thế cho nên là cái từ nút khi nút nhĩ thất hưng phấn rồi bắt đầu đến dẫn truyền đến hệ thống bó hít mạng lưới Purkinje đi sâu vào khối cơ tim và gây co cơ tâm thất. Thế cho nên đấy tạo nên một cái tính nữa tự động và tính nhịp điệu. Và tính nhịp điệu, với cái tính nhịp điệu như thế này cho nên nó đã giúp cho tim hoạt động theo chu kỳ, đúng không ạ? Theo chu kỳ nhĩ co thì dồn máu xuống đầy thất, xong rồi đến thất co và bơm máu. Anh tưởng tượng nếu như không phải là nút xoang là nút chủ nhịp, mà ví dụ như có một cái phần nào đó ở cái hệ thống của cơ tim này là chủ nhịp chẳng hạn, câu chuyện nó sẽ như thế nào. Và thế thì đấy là cái phần tính điệu. Cho em hỏi thêm một chút về cái tính nhịp điệu, thì cái sự rò rỉ nát ri đấy là do cái gì hả cô? Vì là em vẫn không hiểu lắm về cái sự rò rỉ nát ri qua do gì của kinesis ở các cái hệ thống nút tự động này thì nó là do cái cấu trúc của cái phần tế bào ở các cái hệ thống nút thôi, nó là một cái cấu trúc và nó ở cái hệ thống nút thôi, và kinesis cứ tự mở ra theo chu kỳ, nó cứ đến một lúc mà nó làm cho điện thế hoạt động ở bên trong kinesis mở ra và nó đi từ ngoài vào, nó làm cho điện thế hoạt động. Khi mà điện thế hoạt động đạt được đến một mức thì bắt đầu nó điện thế ở trong màng đạt được đến một mức mà đủ để kích hoạt tạo ra điện thế hoạt động, ví dụ như khoảng mấy chục milivolt ấy, thì nó sẽ lại kích hoạt tạo ra điện thế hoạt động. Và cái câu chuyện mà nó đi dò dỉ đi vào trong như thế thì nó cứ theo các cái chu kỳ, ví dụ như là của nút xoang ấy, 70-80 lần trong một phút. Một cái đặc điểm nữa là cái câu chuyện của tự động, tính hưng phấn, tính nhịp điệu và cái câu chuyện mà ban nãy mình đã nói với nhau rồi đấy ạ, tức là dẫn truyền. Khi mà điện thế hoạt động xuất hiện thì nó dẫn truyền từ cái vận tốc dẫn truyền của cơ tâm nhĩ và cơ tâm thất đấy, nút nhị thất và mạng Purkinje. Cái vận tốc dẫn truyền của cơ tâm nhĩ và cơ tâm thất này khoảng trường độ khoảng bằng 1/10 so với cả cái vận tốc của cơ vân. Với cái câu chuyện của mạng Purkinje gì ạ? Anh nhìn thấy đấy ạ. Nó sẽ cho phép làm sao ạ? Dẫn truyền nhanh ở cái khối cái phần tâm thất. Cái phần khử cực của tâm thất là những cái sợi dẫn truyền của tâm thất này, nó là những cái sợi dẫn truyền có kích thước lớn, sợi dẫn truyền kích thước lớn. Và với cái câu chuyện dẫn truyền mà nãy tôi đã nói, nó là cái câu chuyện giúp cho tim hoạt động theo chu kỳ đấy, đúng không ạ? Các anh chị tắt mic đi ạ, để ồn quá các anh chị ơi. Lớp hơi đông đấy ạ, để lên đến gần 500 người ạ. Anh chị để ý tắt mic hộ nhé. Khi mà cái hệ thống nhịp điệu và dẫn truyền này bị tổn thương ấy ạ, thì anh sẽ tưởng tượng ra là cái câu chuyện nó ở với bệnh nhân của anh nó sẽ như nào, đúng không ạ? Ví dụ như là rối loạn nhịp hay là co bóp bất thường của buồng tim như ban nãy tôi vừa nói. Cái câu hỏi này hôm tôi đi dạy E2 vẫn có ở cái file này. Câu hỏi này chỉ là câu hỏi ghi nhớ, đây là cũng là một dạng câu hỏi ạ. Đơn giản ạ.
này anh chị trả lời được đúng không ạ? Anh chỉ là phải nhớ thôi ạ. Anh nhớ được ngay đúng không ạ? Hai lá mở ra trong giai đoạn nào của chu kỳ tim? Đấy chính là tôi đang kết thúc cái phần đặc tính sinh lý của cơ tim và tôi sẽ chuyển sang phần chu kỳ tim. Có anh nào nói cái đáp án của cái này được không ạ? Ok ạ. Hai này lá mở ra lúc nào ạ? Chị Thu đây ạ. Nhị Thu ạ. Đáp án C ạ. Đóng. Nhị Thu A. A có. Đáp án D ạ. D ạ. Đọc D. D ạ. Mình sẽ đi phần chu kỳ tim nhé. Để xem nó mở ra như nào. Em ơi này, trông thế mà cái phần chu kỳ tim nó cũng đang hơi lộn xộn đấy nhỉ. Không, mình lại không vô cùng dễ. Thế thì vẫn phải đọc lại. Câu này câu đơn giản. Cái hình này nó minh họa cái thời gian nhé. Cái thời gian mà dẫn truyền điện tế hoạt động đến các phần của khối cơ tim ấy. Dẫn truyền điện tế hoạt động đến các phần của khối cơ tim. Đây nhá. Đến đây nhá. 0.03 này. Xong rồi chậm lại ở đây này. Chậm đến 0.1 giây cơ đấy. Xuống đây anh nhìn thấy không? Đây là khối cắt trái này, nó đã thành 0.16 rồi đấy. Chỗ này có đoạn chậm lại. À cái câu này. Ôi cô quay lại cái slide vừa xong cho em xin cái hình ạ. Hình này gì ạ? Tiến Thành Nguyễn tắt mic đi bạn ơi. Tên là gì ạ? Tên là gì để tôi tắt ạ? Bạn tên là gì mở mic ạ? Tên Tiến Thành cô ạ. Tắt rồi ạ, anh ấy tắt rồi đấy ạ. Nguyễn Giang đúng không? Dạ. Thôi ai mà để mic là bị ồn thôi, còn không thì chắc là không sao đâu ạ. Anh chị nào để mic mà chắc là đang ra ngoài hay là không để ý đấy. Cái máy của tôi này. Tôi có câu hỏi như này liên quan đến phần ban nãy. Để tôi xem cái câu hỏi này nó là câu nào, vì có một câu đánh lừa đấy, nhưng mà câu này tôi cũng đã không nhìn thấy. À vâng. Cái nào ạ? Đây ạ. Đây ạ. Dạ. Dễ đúng không ạ? Vâng ạ, dễ đấy ạ. Mình chuyển sang cái phần chu kỳ hoạt động tim ạ. Mình phải đi nhanh ạ, bởi vì chỉ có 2 tiết thôi ạ, một chương ạ, mà chương thì dài. Hy vọng là cái việc cưỡi ngựa xem hoa này cũng giúp cho anh chị gọi là review lại được ký thôi ạ. Cái hình này nó chỉ là minh họa, cái gọi như là minh họa họ. Gọi như là cái ghi tâm động đồ của các cái buồng tim con ngựa. Ngày xưa người ta cũng không chưa biết được là tim hoạt động như nào, cho nên người ta mới đem, người ta mới dùng các cái quả bóng ấy, ta đẩy vào các buồng tim của con ngựa. Xong rồi thì người ta sẽ ghi cái sự thay đổi áp suất trong các buồng tim này thông qua cái quả bóng đẩy vào các buồng tim nối với cái đệm. Ngày xưa các cái dụng cụ nó như này, trụ nhá, trụ quay này, quay đấy, cái này quay đấy, có bút ghi như này, vẽ ra lên cái trống như này. Khi mà các cái buồng tim thay đổi, áp suất trong buồng tim thay đổi theo các giai đoạn của chu kỳ tim ấy,
thì nó sẽ ghi lại được cái câu chuyện của thay đổi ở áp suất ở trong các buồng tim. Thế thì cái ghi lại được cái phân tích cái đồ thị, cái tâm động đồ ấy, thì người ta thấy rằng là buồng tim của anh co giãn theo trình tự nhất định. Bắt đầu là cái gì ạ? Anh nào nói, các anh ấy chị nói ạ, bật tích lên nói đi. Tên là Nhĩ Hu. Có người còn tên là Hu Hu Ha Ha. Cái gì ạ? Nói đi ạ, đây ạ, đầu tiên là đây ạ. Đầu tiên là Nhĩ Hu. Rồi ạ, cứ nói đi ạ, nói ồn ồn tí là không sao đâu ạ. Nhĩ Thu rồi sao nữa ạ? Nhĩ Co. Sau giai đoạn Nhĩ Thu là đến giai đoạn Thất Thu ạ. Vâng ạ, Thất Co là giai đoạn chương toàn bộ ạ. Vâng ạ, cả nhĩ và thất cùng giãn tâm trương toàn bộ. Và cứ như thế lặp lại theo chu kỳ. Đây ạ, nhĩ thu đây ạ. Nhẹ, anh chị nhìn cái hình này của tôi rõ không ạ? Có, rõ. Cái màu xanh này, nhĩ đây, màu xanh đây, co. Thế thì tâm nhĩ co. Bao nhiêu lâu? Kéo dài bao nhiêu lâu? Nếu như người ta trong cái quyển sách của anh ấy, cái chu kỳ tim đấy, là người ta giả sử rằng là tần số tim là 75 lần một phút cho nó chẵn hả, thì mỗi chu kỳ tim sẽ kéo dài 0,8 giây. Và chia ra cái tại sao lại có các con số 0,1, 0,3, 0,4 là vì như thế. 0,1 là nhị thu, 0,3 là thất thu và 0,4 là tâm trương toàn bộ. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ trong cái thời kỳ nhị thu đấy, thế thì áp suất tôi nói liên quan đến các cái van tim một tí thôi, phân tích cái van tim một tí cho tôi, anh chị cũng nắm được đấy, nhưng mà ban nãy thấy câu hỏi thấy trả lời phong phú quá nên là tôi nhắc lại, chứ còn nhẽ ra cái này chạy nhanh thì đỡ phải dừng lại. Nhĩ thu thì đương nhiên là áp suất tâm nhĩ lớn hơn áp suất trong tâm nhĩ sẽ tăng lên, đúng không ạ? Làm cho áp suất tăng mà lớn hơn áp suất trong tâm thất, thì lúc này van nhĩ thất đang mở, cho nên là máu sẽ đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Và người ta nói rằng là nhĩ thu thì đẩy được bao nhiêu phần trăm lượng máu xuống tâm thất ạ? 35%. Thế thì 65% là xuống lúc nào đấy ạ? Xuống từ lúc trước rồi. Trước là lúc nào ạ? Tâm trương toàn bộ. Tâm trương toàn bộ ạ? Dạ vâng ạ. Đây gọi là đẩy nốt thôi, đúng không ạ? Thời gian này là 0,1 giây. Sau khi co thì nó giãn ra, và nó giãn ra suốt toàn bộ thời gian còn lại của chu kỳ tim, ví dụ như là 0,7 giây nếu như chu kỳ tim là 0,8 giây, đúng không ạ? Máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất thì làm cho áp suất tâm thất làm sao ạ? Anh chỉ phải phân tích được các thay đổi áp suất ạ. Áp suất trong tâm thất lúc này sẽ làm sao ạ? Tăng lên ạ. Tăng dần lên. Rồi đây ạ. Đây ạ, sang cái hình này nhá. Sang cái này. Bắt đầu có cái giai đoạn chậm lại một tí ở nút tín hiệu từ nút xoang này qua các cái bó bên này, bó trước này, xuống đến nút nhĩ thất này, chậm lại ở đây khoảng 0,1 giây. Xong rồi tiếp theo là cái giai đoạn bắt đầu cơ khử cực ở hưng cơ tâm thất này. Khi áp suất trong tâm thất tăng lên, áp suất trong tâm thất tăng lên thì làm sao ạ? Đến lúc mà áp suất trong tâm thất thì van nhĩ thất đóng ạ. Làm van đang ạ, tăng lên đến một mức lớn hơn trong tâm nhĩ thì van nhĩ thất đóng lại. Thế thì van nhĩ thất đóng giai đoạn nào là biết rồi, đúng không ạ? Trong cái giai đoạn tâm thất thu thì là cơ tâm thất co đây. Bắt đầu van, các cái van hai lá, van ba lá là đóng lại rồi. Lúc này van động mạch mở chưa ạ? Chưa. Chưa. Dạ chưa, đúng rồi đấy ạ. Dạ. Nhĩ thu thì chia làm mấy thời kỳ? Chia làm hai thời kỳ, là thời kỳ tăng áp ngắn và thời kỳ tăng máu. Thời kỳ tăng áp. Thất thu chị ạ? Thất thu này. À xin lỗi, nhầm mà thất đấy ạ. Chắc có thể tôi nói nhầm ạ. Cái chỗ này ạ. Thất ạ. Thất thu. Giai đoạn này là thất thu ạ. Vâng ạ. Có tăng áp là gì nữa ạ? Thời kỳ tống máu. Máu ạ. Dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. Thời kỳ tăng áp và tống máu. Trong cái thời kỳ tăng áp này, nó là hiện tượng co đẳng tích hay là co đẳng trường của sợi cơ tim.
Tức là máu vẫn nằm ở trong buồng tâm thất, đúng không ạ? Chiều dài sợi cơ tim không thay đổi, nhưng mà áp lực buồng tim thì vẫn liên tục tăng lên, vẫn tăng lên. Tăng, đấy là thời kỳ tăng áp ấy ạ. Khoảng trường độ đấy ạ, khoảng rất là nhanh thôi ạ. Khoảng thời kỳ rất là nhanh, 0.5 giây trong cái chu kỳ 0.8 giây đấy ạ. Thế thì đến sau đó là đến giai đoạn tống máu. Tăng áp đến giai đoạn tống máu, gồm có tống máu gì và tống máu gì ạ? Nhanh và chậm ạ. Tống máu, làm sao mà tống được máu ạ? Áp suất của tâm thất tăng lên, đến lúc áp suất tâm thất làm sao thì tống được máu ạ? Van tổ chi mà chính xác chị nói rằng là áp suất tâm thất lớn hơn trong động mạch thì van tổ chi, van động mạch mở ra và mới là giai đoạn tống máu, đúng không ạ? Có giai đoạn tống máu nhanh và tống máu chậm, chính xác rồi đấy ạ. Gọi như là áp suất tâm thất tăng lớn hơn. Tống máu nhanh thì tống được khoảng bao nhiêu phần trăm lượng máu ạ? 80%. Khoảng như thế. Sau đó rồi đến lúc mà van động mạch đóng lại lúc nào ạ? Lúc áp suất tâm trương thì bắt đầu tâm trương nhỏ hơn áp suất của tâm thất, đầu nhỏ hơn áp suất động mạch, đúng không ạ? Thì bắt đầu van đóng lại, van động mạch đóng lại. Cô ơi, em xin ý kiến tí, khi cô vừa giảng các bạn vừa trả lời lẫn lộn nên bọn em không thể nghe rõ được đâu cô ạ. Bọn em không biết được đáp ứng đáp án trả lời đúng là như nào, không mà nó ồn quá. Chị ơi, cái này chị phải đọc nhá. Đây tôi chỉ ôn thôi và tôi đang muốn là phải. Có lúc tôi nói thì các anh chị có nghe, có nói đâu. Tôi đề nghị các anh chị nói đi chứ. Bởi vì thực ra là tôi thấy nói đúng rồi mà. Tức là như nào, ý chị là như nào? Bởi vì đi ôn mà, cho nên tôi cũng muốn rằng là các anh chị tham gia vào ấy ạ, thì anh chị sẽ nhớ hơn nhiều. Tất nhiên là vì lớp đông thì nó sẽ hạn chế. Thế nhưng mà em biết là kỳ vọng là lớp 300 người đấy ạ. Bây giờ thành ngày gần 500 người. Em cũng biết là ôn thì mọi người biết rồi, nhưng khi mọi người biết thì mọi người sẽ trả lời, và nhiều trả lời cùng một lúc thì nó lẫn lộn, và cô thì cô với các bạn thì hiểu đáp án, nhưng những người còn lại thì mọi người sẽ khó kết được cái đáp án ấy. Đáp án có trong sách bạn ơi. Vẫn phải về đọc lại sách đấy. Tức là nếu như mà nói nhiều mà nói có người nói khác đi thì tôi mới phải giảng lại, chứ còn nếu như mà tất cả đều nói ổn rồi thì cứ nghe, một có ai nói sai tôi sẽ sửa ngay đấy. Cái này thực ra về mặt nguyên tắc là tôi không nói chị ạ, bởi vì là nó một cái chu kỳ tim này mà nói mà chỉ có 2 tiết thôi thì không đủ. Còn là tôi muốn có một cái thời gian để cho anh chị active một tí và anh chị nhớ được. Nếu mà cứ ngồi không với ạ thì cũng hơi phí. Còn nguyên tắc cái này là về đọc nhé, phải đọc lại nhé. Cái này có gì là không hiểu đâu, hoặc là có gì ngoài sách đâu. Nó có vẻ hơi bất bình. Vâng ạ, cô cứ giảng đi ạ. Thế thì cái chu kỳ tim, đến cái giai đoạn mà đây ạ, tôi có cái slide như này, chỉ là tóm tắt lại trong sách của anh cho anh đỡ rắc rối thôi. Khi mà anh hiểu rồi thì đề nghị anh các chị lưu ý trong cái thay đổi của đóng mở của van tim, thay đổi áp suất của các buồng tim. Anh nắm được cái đó, những cái đó thì anh sẽ rất là thạo cái chu kỳ tim. Tôi không nhớ là có câu hỏi liên quan đến các cái kiểu phân chia thời gian đến thế đó. Thế thì chỉ có là các cái cơ chế, vì nó là sinh lý mà. Sau khi tâm thất co thì đến giai đoạn là tâm trương, đúng không ạ? Phải có thời kỳ giãn đẳng tích ạ. Cơ tâm thất giãn ra, trong lúc này cơ tâm nhĩ giãn, đến một lúc mà cơ tâm áp suất trong tâm thất thấp hơn áp suất trong tâm nhĩ. Bởi vì cái giai đoạn cuối của cái thời kỳ tâm trương thì bắt đầu máu đã về nhĩ khá là nhiều rồi. Thế cho nên là áp suất cơ tâm thất giãn, đến lúc áp suất trong tâm thất nhỏ hơn áp suất trong tâm nhĩ thì van gì mở ra? Van nhĩ thất ạ. Van nhĩ thất ạ.
dạ vâng. Chị vẫn lấy ý kiến, nếu mà các anh chị nói là van nhị thất thế thì chị có nghe được không ạ? Thì đấy là ngay cái thời kỳ mà mở ra như thế thì nó là đầy thất nhanh đấy ạ, 65% như ban nãy anh chị nói. Thế và cái câu chuyện liên quan đến cái hoạt động của chu kỳ tim thì cái hình này nó minh họa cái đó, nó là cái câu chuyện ban nãy mình chỉ, đây chỉ là hình ảnh này nhắc lại thôi. Bắt đầu là khử cực của nút xoang. Bắt đầu là khử cực của nút xoang này ạ. Xong rồi dẫn truyền theo khối cơ tâm nhĩ. Dẫn truyền để cho nó ngồi ăn cơm ít nhất phải 10 phút ăn không cơm, muốn đi đâu thì đi, không nó mà không ngồi không mà chết rồi. Dẫn truyền đến nút nhị thất và đây ạ, điện, đây là điện thế hoạt động nhé, bó hít rồi mạng lưới Perkins. Thì đấy chính là các cái giai đoạn mà khi mà điện thế hoạt động xuất hiện như thế thì nó liên quan đến cái một cái biểu hiện bên ngoài của chu kỳ tim mà anh có thể ghi được hoạt động điện, thì chính là điện tâm đồ, tương ứng với câu chuyện của ví dụ như cực cực và điện thế hoạt động của tâm nhĩ, cực cực của tâm nhĩ nó là sóng gì ạ? P ạ. Dạ vâng ạ, nó là sóng P đấy ạ. Dạ. Sau đó rồi thì cực cực của các cái bó bên đấy ạ, bó trước đấy ạ, cực cực toàn bộ khối cơ tâm nhĩ màu tím như này rồi thì đến cái nút nhĩ thất. Và ở đây thì anh cũng biết rằng là nó có hiện tượng chậm lại, cho nên nó có cái đoạn PQ này này, nó có đoạn PQ nằm ngang như thế này. Sau đó là bắt đầu khử cực của khối dẫn truyền tín hiệu hoạt động đến khối cơ tâm thất, khử cực của khối cơ tâm thất đây ạ, bằng cái thuốc bộ QRS như thế này. Khối cơ tâm thất thì thành thì dày, tốc độ dẫn truyền thì nhanh, cực cực nhanh, cho nên là cái thời gian của cái khoảng QRS đây ông phải ông mấy giây đấy, đúng không ạ? Thế thì tiếp theo là giai đoạn tiếp theo hết khử cực của khối cơ tâm thất thì nó là đến giai đoạn tái cực, biểu hiện ở trên điện tâm đồ bằng là sóng T. Sóng T đây, nó là tái cực của khối cơ tâm thất. Cho tôi hỏi là tại sao lại không có sóng tái cực của khối cơ tâm nhĩ? Cô là cái tái cực của sóng cơ tâm nhĩ nó trùng với QRS không? Có sóng tái cực của khối cơ tâm nhĩ, cảm ơn anh. Nhưng mà nó yếu và nó trùng đúng vào cái giai đoạn của cực cực của tâm thất. Nên không thấy, anh không nhìn được ở trên bản ghi điện tâm đồ. Cái gì liên quan đến cơ chế của chu kỳ tim, tôi giới thiệu về cái sơ qua về cái điện tâm đồ. Tôi xem là câu này là cái câu gì. Đây ạ. Điện tâm đồ A, B, C, D, E ạ. Tôi câu là E. E. Anh chị có đồng ý không ạ? Chị nghe thấy gì ạ? E, A, B. D đúng không? D ạ. Đây ạ. Đây, đây. Sao là C? Chứ không có xem mình đâu, đúng không? Đã bán D còn. D còn. D ạ. D ạ. D ạ. Thế là mới có chung mới bán à? Cái câu này nhá, mà nếu mà giảng trên giảng đường á thì buồn cười lắm hết. Mà có khi còn cãi nhau đến tận cuối giờ vẫn cãi nhau. Rất là vui. Mà đấy là bởi vì không giảng giảng đường nên tôi còn không có câu đánh lừa. Còn có câu đánh lừa cơ. Mà các anh ấy tinh lắm ấy nhá. Anh ấy biết ngay được. Bây giờ cho tôi hỏi là bây giờ. Bữa nãy tôi giảng chu kỳ tim là tôi nói rồi. Anh nói rất là đúng. Thế bây giờ tôi hỏi là van động mạch chủ đóng ở cái giai đoạn nào? Van động mạch chủ bắt đầu đóng. Đó, câu hỏi của tôi rõ ràng nhá. Bắt đầu thời kỳ tập trung. Ban nãy mà anh chị và cứ trả lời như thế, tôi cho rằng câu nào cũng đúng hết, nhưng mà nó phải là van động mạch chủ đóng thì mới trả lời được rất nhiều câu hỏi như thế. Chứ còn bây giờ van động mạch chủ của tôi là bắt đầu đóng. Chữ bắt đầu. Mình chọn D. Thì càng D càng đúng. Em chọn E.
D D D D bắt đầu đóng thì là đáp án D chứ. Bắt đầu đóng thì phải là D chữ tông máu chữ bắt đầu chữ tông máu thì nó được giãn bắt đầu mạch chủ bắt đầu đóng rồi bắt đầu quá trình giãn đẳng tích chính xác giãn đẳng tích cho đến lúc giãn giãn phải đến một lúc mà áp suất trong động mạch chủ phải nhỏ hơn áp suất ở trong xin lỗi áp suất của tâm thất phải nhỏ hơn áp suất động mạch chủ thì bắt đầu nó mới đóng. D E E anh chị suy nghĩ nha tí nữa này lao tôi lại cho anh chị câu trả lời. Bắt đầu giãn đẳng tích thì là ở E và cụ thể là cuối ở E cuối sóng T gần cuối sóng T. Anh ấy phân tích đúng. Cái này thì chỉ là cái tính tim thôi thì các anh mà làm lâm sàng thì các anh nắm rồi các anh về các anh đọc thêm thôi nhé. Chứ bây giờ thời lượng sắp hết của cái phần tuần hoàn rồi. Tôi không đi qua cái phần này nữa, tôi không phần tiếng tim này nữa. Với câu chuyện tiếng tim thì ví dụ như tiếng T1 gây ra bởi cái gì, tiếng T2 bởi gây ra bởi cái gì, anh chị sẽ phải biết. Tôi đi tiếp đến cái phần điều hòa hoạt động tim. Cái câu chuyện điều hòa ở trong cơ thể thì nó cũng nó là các cơ chế, ví dụ như nếu như có một số hệ thống là nó có cơ chế tự điều hòa và nó sẽ điều hòa theo cơ chế thần kinh và một cái nữa điều hòa theo cơ chế hormone và các chất ở trong sinh ra trong quá trình chuyển hóa hay là gọi là điều hòa bằng con đường thể dịch. Thì đấy là có ba cái cách điều hòa. Thế thì cái điều hòa đầu tiên của hoạt động tim ấy nó là điều hòa tự động. Điều hòa tự động là như thế nào? Ví dụ như bây giờ anh đang ngồi như thế này thì cái bình thường một lần tâm thất của anh tâm thu tống máu được khoảng 50-60 ml đấy máu. Thế nhưng mà ví dụ như bây giờ buổi chiều anh đi làm về xong bắt đầu anh tập thể dục anh chạy thì bởi vì cái phần cơ co vận động cơ cho nên nó sẽ tăng nhu cầu oxy tăng nhu cầu máu và tim của anh nó sẽ đáp ứng với cái tăng nhu cầu đó bằng cái cách gì? Anh nào đọc Frank Starling rồi đúng không? Tức là khi mà khi mà cái nhu cầu máu của cơ thể tăng lên, ví dụ như là cơ tăng lên thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ tăng cái lượng lưu lượng tim lên, tăng lưu lượng tim bằng cách là ví dụ như tăng nhịp tim và tăng cái tống máu thể tích tâm thu ấy. Thể tích tâm thu người ta nói rằng nếu như người bình thường của mình khi mà vận động hưng phấn thần kinh giao cảm có thể làm cho người bình thường có thể tăng lên được khoảng độ vài ba lần thì ví dụ những người tập luyện nó có thể tăng lên khoảng 4-7 lần của mình tăng được vài lần thì cũng rất là tốt rồi. Thế và bởi vì mình không tập luyện chuyên nghiệp chẳng hạn, thế cho nên cái khả năng giãn của buồng tim để làm tăng thể tích tâm thu trong một chu kỳ tim ấy nó chỉ ở mức vừa phải thôi. Đấy là lý do tại sao mà mình vừa mới chạy một tí thì bắt đầu sẽ là thở không thể chịu nữa rồi, bởi vì nhịp tim tăng lên rất là nhanh. Tức là để đáp ứng được để làm tăng cái lưu lượng tim thì cùng với tăng thể tích tâm thu được ở một mức khiêm tốn thì nhịp tim cứ thế tăng lên rất là nhanh, bởi vì thực ra nhịp tim tăng nhiều hơn được nhiều hơn. Thế nhưng mà thế thì đấy là gọi là tự điều hòa, tức là cái Frank Starling này phát biểu rằng là lực co cơ tim thì tỷ lệ với chiều dài của sợi cơ trước khi co, tức là trong thì tâm trương nếu như lượng máu khi đó nó làm tăng cái làm giảm cái sức quản ngoại biên và làm tăng cái khả năng đầy thất trong thì tâm trương, thế thì khi mà thất giãn ra để chứa được đủ cái lượng máu tăng lên về của cái hệ tĩnh mạch tống về tim trong thì tâm trương thì đến thì tâm thu nó sẽ
cung cấp một cái lực co tương ứng để tống được đủ cái lượng máu đấy đi. Cấp 2, ví dụ như khoảng như thế, gấp 2, gấp 3 lần so với cả bình thường. Tức là sợi cơ tim càng giãn ra trong thì tâm trương, thì trong tiềm thu nó càng tống, bóp mạnh để tống được lượng máu đó đi. Thì đấy chính là cái gọi là cơ chế tự điều hòa. Thế còn cơ chế điều hòa theo cơ chế thần kinh thì anh biết rồi đúng không ạ? Cái câu chuyện của cái thần kinh mà chi phối hoạt động tim là thần kinh gì và thần kinh là thần kinh gì đấy ạ? Thần kinh giao cảm và thần kinh phó giao cảm. Đây là điều hòa theo cơ chế của giao cảm đấy. Khi hưng phấn giao cảm đấy thì sẽ làm tăng ạ. Đây là cái chi phối của thần kinh giao cảm đến các phần của tim đấy ạ. Đến các phần của tim đấy ạ. Giao cảm này. Cái này là minh họa của chuỗi hạch, hai chuỗi hạch giao cảm cảnh sống. Và cái vagin đây ạ, hai cái vàng vàng này thì nó là minh họa cho dây 10 phó giao cảm. Đây là chi phối của phó giao cảm lên tim này, các vị trí chi phối của phó giao cảm lên tim. Còn đây là toàn bộ chi phối của hệ thống giao cảm này. Của hệ thống giao cảm. Thế thì anh ấy nhìn thấy cái theo cơ chế phó giao cảm, khi mà hưng phấn phó giao cảm thì ngược lại với cả giao cảm sẽ là làm giảm nhịp, giảm tần số, giảm lực co. Chủ yếu ở của phó giao cảm là qua dây 10 và chủ yếu là làm giảm nhịp tim. Anh còn nhớ cái phản xạ gọi như là khi mà kích thích rất là mạnh lên cái dây 10 ở cổ con chó thì gây ra hiện tượng gì ạ? Thì gây ra hiện tượng gì ạ? Ngừng tim. Chính xác đấy ạ, dây gây giai đoạn gây ngừng tim đấy ạ. Đây. Gây ngừng tim đấy ạ. Nó tác động qua dây 10 như này là ức chế nút xoang, có thể nó sẽ có thể gây ra ngừng tim. Thế và sau một thời gian ngừng tim thì nó lại có hiện tượng tim đập trở lại. Và cái câu chuyện đấy người ta gọi là hiện tượng thoát ức chế. Thoát ức chế là tại làm sao thì anh chị phải đọc. Đấy là cái điều hòa theo cơ chế thần kinh. Điều hòa theo cơ chế thần kinh của tim, nó là của hệ tự chủ cùng với giao cảm và phó giao cảm. Đặc điểm của hệ tự chủ thì ngoài cái việc là điều khiển theo trung khu như ban nãy là của giao cảm và phó giao cảm ở trung khu rồi, thì nó còn điều hòa theo một cái cơ chế nữa là gọi là các phản xạ tại tạ. Tức là nó là cái câu chuyện từ địa trung ương về địa phương rồi, thì ở đây lại là gọi như là feedback từ địa phương đến trung ương, gọi là phản xạ. Các phản xạ tại chỗ gồm có mấy cái phản xạ như thế này: phản xạ giảm áp, phản xạ tăng nhịp tim, phản xạ tim tim này. Ví dụ như thế, ví dụ như là phản xạ giảm áp chẳng hạn, là khi mà áp suất ở huyết áp tăng lên thì nó sẽ tác động vào các receptor nhận cảm áp suất ở quai động mạch chủ và xoang cảnh chẳng hạn như thế, và tín hiệu sẽ theo dây thần kinh hearing đi về hành não. Tín hiệu sẽ đi theo dây thần kinh hearing đây, tác động vào receptor áp suất đi về hành não, và lúc này là ức chế trung tâm của dây 10. Kích thích trung tâm dây 10 và làm giảm nhịp tim, và từ đó cho nên nó sẽ làm giảm huyết áp, làm giảm nhịp tim nên làm giảm huyết áp. Thế thì đấy chính là cái tác động vào các cái thụ thể áp suất ở ngoại biên, áp suất tăng và tác động vào thụ thể áp suất ở ngoại biên. Thế và tín hiệu dẫn truyền về trung khu thì đây là tín hiệu từ địa phương về trung ương. Các phản xạ tại chỗ là bản chất của nó là như thế, có phản xạ thường xuyên và phản xạ bất thường. Cái này nó khá là ứng dụng nhiều và cũng có một số các câu hỏi liên quan đến phần này cho anh chị đọc thêm. Thế tôi lấy ví dụ một phản xạ như thế. Anh nhìn thấy cái hình ảnh của receptor áp suất nằm ở cái phần mặt trong của cái quai động mạch chủ.
nuốt, ví dụ như nuốt. Hít vào thì sẽ làm sao? Ức chế trung tâm dây 10 đấy ạ. Làm cho tim sẽ đập nhanh, ví dụ như thế. Vâng. Thế thì trung tâm nuốt thì tôi xin lỗi một tí nhé, tôi trả lời cho các bạn. Thủy ơi, chị đang có lớp học, chị đang có lớp học. À, những cái này trong sách có rồi. Yếu tố thể dịch. Yếu tố thể dịch. Yếu tố thể dịch này thì anh chị nắm được rồi đúng không? Không cần phải nói đâu nhé. Đúng giáp, đúng thủy cẩn thận. Thì đương nhiên là anh biết rồi. Những cái này tôi liệt kê để cho anh chị nắm được thôi. Mình đi nhanh rồi mình đi qua cái phần mạch một chút. Thế thì đây là cái hình ảnh cấu trúc của cả động mạch và tĩnh mạch. Nó sẽ gồm có các cái phần, ví dụ như đây ạ. Lớp áo ngoài này, lớp đây là lớp bên trong, là lớp tế bào nội mạc. Ví dụ như ở thành mạch nó rất là trơn nhẵn đây này. Đây là bên tĩnh mạch thôi. Thế và đây là lớp cái giữa này này, nó là lớp cơ trơn và lớp sợi đàn hồi. Lớp cơ trơn và lớp sợi đàn hồi mà nó có tỷ lệ khác nhau tùy theo các loại mạch, mà tỷ lệ cấu trúc giữa sợi cơ trơn và sợi đàn hồi nó là bố trí nó cấu trúc nó phù hợp để đảm bảo được cái chức năng của cái mạch ở cái vùng đó. Thế thì cái nào phần nào thì nhiều cơ trơn, phần nào thì nhiều sợi đàn hồi. Thế thì bây giờ với cái câu chuyện của cái hệ thống cơ trơn và sợi đàn hồi đấy mà nó đã tạo ra được hai cái đặc tính sinh lý của động mạch như thế này. Bởi vì đàn hồi cho nên là trong thì tâm thu thì máu tống vào động mạch thì cái động mạch giãn ra. Thế cho nên là ví dụ như công mạch chủ chẳng hạn, nó có khả năng đàn hồi mà áp lực lớn thì giãn ra. Thế cho nên là nó làm giảm cái công bơm máu của tim đi. Thế và khi thế thì đấy là thì tâm thu. Thế và trong thì tâm cái khi mà tim bơm máu đấy thì làm cho giãn cái thành mạch ra. Cái lực bơm máu đấy đã tạo ra thành một cái động năng. Và cái động năng đấy sau đó đến thì tâm trương, tim không bơm máu nữa thì cái mạch không còn áp lực tống vào nó nữa thì nó co lại. Chính là tạo ra một cái thế năng. Cái động năng đấy đã biến thành một cái thế năng. Và như thế lại đẩy tiếp máu vẫn đi trong động mạch. Câu chuyện là máu thì tim thì bơm máu theo chu kỳ, nhưng máu chảy ở trong mạch thì lại theo, thì lại rất là liên tục bởi vì có cái tính đàn hồi. Và đấy là cái đặc tính sinh lý thứ nhất của cái động mạch. Cái đặc tính sinh lý thứ hai đấy là cái câu chuyện của lớp sợi cơ trơn. Vì có sợi cơ trơn cho nên nó sẽ co thắt theo cái kiểm soát của hệ thần kinh. Thế thì chủ yếu các cái cơ trơn này nó sẽ là rất là nhiều ở các mạch máu, ở các tạng. Thế và các tạng thì ví dụ như tiêu hóa chẳng hạn, máu nó sẽ cấp theo nhu cầu, trong bụng bữa ăn thì giãn mạch ra đúng không ạ, và ngược lại. Thế thì đấy chính là cái điều hòa lượng máu đến cơ quan theo nhu cầu, và đấy là cái đặc tính sinh lý của động mạch. Và với cái câu chuyện đấy thì nó, cái phần này thì nó sẽ là khi mà máu chảy ở trong mạch thì nó do cái sự chênh lệch áp suất của phần đầu và phần cuối này do là cái bơm tim tạo ra, cho nên là máu chảy được trong mạch. Tất nhiên máu muốn chảy được trong mạch nữa thì nó còn có một câu chuyện nữa là cái hệ mạch máu này nó có cái gọi là sức cản của hệ mạch. Thế cho nên là nó sẽ cái áp lực của cái dòng máu này nó phải thắng được sức cản của hệ mạch nữa thì nó mới chảy được. Và khi mà chảy thì tạo ra một cái lực tác động lên thành mạch. Và cái câu chuyện cái lực tác động lên thành mạch này tạo nên cái gọi là huyết áp. Cái huyết áp thì đây là có các cái loại huyết áp đây. Nào, huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu, cái này thì chỉ liệt kê lại để cho anh hệ thống lại thôi. Được. Thế thì anh lưu ý một cái phần nữa là các cái yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp động mạch. Gồm có lưu lượng tim, gồm có máu, gồm có mạch ảnh hưởng như thế nào. Ví dụ như là ban nãy tôi nói là tập thể dục thì sẽ làm vì tăng nhu cầu máu cho nên lưu lượng tim sẽ phải tăng lên. Thế lưu lượng tim tăng thì sẽ gồm có là thể tích tâm thu và tần số tim tăng.
ok rồi. Thế nhưng mà khi mà chạy chẳng hạn, chạy buổi chiều chẳng hạn, bây giờ thể tích tâm thu thì nó tăng nhưng mà cũng không tăng được nhiều lắm, bởi vì mình tập luyện, hoặc là ví dụ có khi chỉ tăng được lên một ít thôi. Thế thì nó sẽ tăng, cái mà tăng rất là nhanh đấy chính là cái tần số tim này này. Thế cái tần số tim này thì anh là phải lưu ý là khi tăng đến một mức nhanh quá chẳng hạn, thì tại sao nó lại không làm cho lưu lượng tim tăng mà nó có thể lại làm giảm? Bởi vì là khi mà tăng nhanh đến một mức quá mức thì làm sao ạ? Thì cái chu kỳ tim nó sẽ bị ngắn lại và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là thời gian tâm trương ngắn lại. Đấy, và vì thời gian tâm trương ngắn cho nên gây ra hậu quả là gì? Đấy, thất ít. Tim có bất động ạ. Chính xác. Tức là vì tâm trương ngắn cho nên chưa kịp máu, chưa kịp về thất thì thất lại đã bóp, để lại đến tâm thu mất rồi. Thế cho nên tống máu sẽ là tống máu thiếu. Nên nói là tống tim bóp rỗng mà nó sẽ là tống máu thiếu, thiếu máu. Thế và cho nên nó sẽ gây ra cái hiện tượng là không phải là tăng mà nó sẽ là có thể lại giảm lưu lượng tim. Thì đấy là những cái điều anh cần phải lưu ý. Còn những cái phần liên quan đến máu, liên quan đến mạch thì nó đơn giản thôi. Thế thì đấy là cái liên quan đến cái phần mạch, cái phần huyết áp, những cái mà tôi cần lưu ý. Và có cái phần nữa là cái phần điều hòa huyết áp động mạch. Cái phần điều hòa huyết áp động mạch gồm có là cái câu chuyện cơ, cũng như thế, cũng giống như điều hòa hoạt động tim, nó sẽ là gồm có cái phần thần kinh và phần thể dịch. Thế thì cái phần thần kinh thì điều hòa hoạt động của phần mạch, nó cũng là do hệ thần kinh tự chủ. Nó sẽ gồm có hai hệ là giao cảm và phó giao cảm. Hệ thống thần kinh giao cảm thì sẽ làm co động mạch nhỏ, các tiểu động mạch, cho nên làm tăng sức cảm, làm tăng huyết áp. Và đặc biệt là nó co các động, các cái tĩnh mạch. Tăng tần số tim. Thế còn với cái câu chuyện của cái anh phó giao cảm thì nó làm giảm tần số và giảm lực co, chủ yếu là giảm tần số. Thế thì đấy là cái cơ chế về thần kinh, mà lấy là thần kinh trung ương. Thế thì nó cũng có các phản xạ điều hòa huyết áp đấy ạ. Nó gồm có đấy ạ, ví dụ như các phản xạ giảm áp này, phản xạ tăng áp, cái này thì anh biết rồi. Thế và cái biết là cái slide này của tôi nó tăng nó tôi sửa thì nó mất rồi, nó lại bị như này. Thế thì nó lỗi phông xoang động mạch chủ và qua xoang động mạch chủ và động mạch cảnh thôi. Kích thích dây 10. Như ban nãy cái phản xạ là tôi đã trình bày rồi đấy ạ. Cái này trong sách có, anh đọc của tôi. Thế và đấy là các cái phản xạ điều hòa huyết áp. Có một phần nữa là liên quan đến các cái yếu tố về thể dịch đấy ạ. Thì anh phải trình bày được liên quan đến các cái chất liên quan đến, gồm có hệ co mạch và hệ giãn mạch. Hệ co mạch ở đây chủ yếu sẽ nói đến hai cái hormone của tuyến tỷ thượng thận, và một cái nữa là của cái hệ thống renin angiotensin. Thế thì anh sẽ phải trình bày được là cái renin, cái hệ thống renin angiotensin đấy nó từ đâu ra mà nó có, và khi mà cái tác dụng của nó là tác dụng gây ra cái gì mà lại làm tăng, làm co mạch, làm tăng huyết áp. Đấy là cái hệ thống renin angiotensin. Và một cái nữa là cái câu chuyện của co mạch nữa, là cái anh mà khi mà huyết áp thấp, ví dụ như là rất thấp đến mức nguy hiểm, ví dụ trung bình ở dưới 50mm thủy ngân, thì lại là cái anh này, anh ấy lại còn tác dụng mạnh hơn của cái hệ thống renin angiotensin. Thế thì đấy là vasopressin. Đấy là cái, hay là cái hormone chống bài điệu đấy, nó còn tăng huyết áp thông qua cơ chế chống bài điệu. Thế và các cái yếu tố giãn mạch, có một số các yếu tố giãn mạch đấy ạ, và các yếu tố hóa học, thì đấy chính là cái câu chuyện của cái điều hòa huyết áp. Và cái này thì đúng là anh chị đọc và anh chị làm thực hành thì anh chị nhớ đấy ạ. Thế và đi đến cái phần tiếp theo nữa
là cái câu chuyện của tuần hoàn của tĩnh mạch. Tuần hoàn tĩnh mạch thì anh nhớ cho tôi được là các cái nguyên nhân gây ra tuần hoàn tĩnh mạch. Nguyên nhân gây ra tuần hoàn tĩnh mạch phần này không phức tạp gì hết, và nó ở trong sách viết cũng khá là đơn giản. Và cái phần nữa là cái phần điều hòa của tuần hoàn tĩnh mạch. Đây là phần các cái yếu tố liên quan đến điều hòa của tuần hoàn tĩnh mạch. Một cái phần tiếp, phần cuối cùng đấy là cái phần của tuần hoàn của mao mạch. Thế thì với cái câu chuyện của tuần hoàn mao mạch thì ở đây nó là cái tuần hoàn, ví dụ như các cái tuần hoàn mà là tuần hoàn dinh dưỡng thì anh sẽ phải lưu ý liên quan đến các cái động học máu ở tuần hoàn mao mạch. Cái sự thay đổi áp suất bản chất của nó là các cái dòng ở phần tiểu mao động mạch và ở mao tĩnh mạch. Thế thì các cái nguyên nhân gì, các cái áp suất gì thay đổi để rồi làm cho là ở bên phía mao động mạch thì là áp suất ở bên trong lớn hơn và tạo ra cái hướng di chuyển là từ trong, đẩy áp suất từ trong lớn hơn và đẩy ra phía bên ngoài dịch kẽ. Thế còn ở bên phía mao tĩnh mạch thì lại là câu chuyện vận chuyển của các cái carbon dioxide, của các cái chất sinh ra trong quá trình chuyển hóa của nước nữa đẩy ngược trở lại mao tĩnh mạch. Thế thì đấy là các cái thay đổi áp suất, mà những cái phần này thì nó không có gì là phức tạp cả. Đấy, chị thì, là đến thì... hôm nào chị làm với là được mà. Chị lại chạm vào cái gì rồi? Thế thì đấy là cái sự thay đổi áp suất ở các cái phần của mao động mạch và mao tĩnh mạch. Thế và cái phần cuối cùng là phần điều hòa tuần hoàn mao mạch. Thế thì đấy là cái phần điều hòa đấy ạ. Thế thì đấy chính là cái các cái nội dung mà tôi muốn tóm lược lại để giới thiệu với các anh các chị ở trong phần tuần hoàn, ở trong phần tuần hoàn. Bây giờ thì mời các anh các chị giải lao một tí, sau rồi mình sẽ đi phần rồi mình sẽ quay trở lại và mình sẽ đi cái phần máu ạ. Thưa cô ạ, cô có một ít câu hỏi. Cô giải đáp câu hỏi cho em một chút đi ạ. Vâng ạ. Em có câu hỏi là ở trong mao mạch thì áp suất theo cái gì lúc nào nó cũng duy trì từ đầu đến cuối mao mạch là 28 mà cô. Sao vậy? Em đọc trong sách thì áp suất keo của mao mạch kia thì lúc nào nó cũng duy trì từ đầu đến cuối mao mạch là 28 mm của đất. Nhưng mà trong bài sinh lý thận thì là áp suất keo lại tăng dần từ đầu đến cuối mao mạch, thì cô giải thích cho em phần đấy. Anh ơi, các cái mao mạch nó là mao mạch dinh dưỡng và mao mạch chức năng nhé. Mao mạch thận là mao mạch chức năng. Ví dụ như áp suất ở các cái áp suất thủy tĩnh ở các mao mạch trình độ khoảng 40 mm thủy ngân thôi. Thế nhưng mà áp suất thủy tĩnh ở mao mạch cầu thận là nó đến 60 mm thủy ngân. Nó là hoàn khác nhau, nó là chức năng hoàn toàn khác nhau. Một anh là lọc. Thế và ở mao mạch thận thì anh phải lưu ý rằng là protein hầu như qua được đâu nhé. Nếu mà qua được thì anh đái ra protein, nó không hấp thu lại được nữa thì nó gây ra. Về mặt nguyên tắc protein không đi qua được các phần của mao mạch thận và các cái lỗ ở cái phần của giữa cái màng lọc cổ thận, giữa bao bao man và bên phía các cái phần của mao mạch, các phần thành của mao mạch tạo ra cái màng lọc cổ thận không đi qua được. Cho nên là cái áp suất keo đấy, áp suất keo là do cái gì tạo ra ấy? Albumin đây đúng không ạ? Em đang
cô em có câu hỏi được không ạ? Vâng ạ. Đầu rồi. Cô lại cãi thằng nào rồi đồng phải thợ thợ nào mà thợ 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 thì nó lại tăng dần rồi. Hôm nay ông hỏi thấy trong sách khác gì mà tăng dần? Khi hiểu cơ bản là mau mà của cô tôi chỉ đến micro của chị tôi không nghe được chị ơi, chị ơi tôi không nghe được micro của chị tí nào. Hello ạ. Cô em muốn nói là cô sẽ lên. Có nghe lắm chị ạ. Dạ em thưa cô ạ. Em muốn hỏi một chút là tức ở trong cái thời kỳ là thời kỳ tăng áp ấy ạ, thì cơ tim nó là co đẳng trường ấy ạ. Thế thì cái co đẳng trường với co đẳng trương thì nó có khác nhau không cô? Là nếu khác nhau thì khác nhau ạ? Giống nhau thôi, co đẳng trường, co đẳng tích giống nhau thôi. Co đẳng trương, co đẳng trương mà co đẳng trường ạ. Co đẳng trường, trường là chiều dài ạ. Trương thì có thể hiểu là như cái chị đấy chị nói, chị vừa nhắc là chị đấy, nó là kiểu như là nó ở một cái thể tích nào đó. Em đang bật mic. Nhưng thực ra là đây gọi là co đẳng trường hay là gọi là co đẳng tích đấy ạ. Nó cô sẽ hỏi là cái câu vừa nãy về cái van nhĩ thất khi nào mở ấy ạ. Thì như ở trong sách là nó là cuối cái thời kỳ mà tâm trương đẳng tích, thì là khi mà nó mở cũng là kết thúc cái thời kỳ đấy, thì xong rồi mới bắt đầu đến cái thời kỳ đấy thất. Thì em không biết là nó sẽ là mở trong cái cuối cái thời kỳ tâm trương đẳng tích hay là đầu của cái thời kỳ đấy thất nữa. Câu hỏi là như nào? Nghĩa là cái van nhĩ thất mở là ở cuối thời kỳ tâm trương đẳng tích hay là nó bắt đầu mở ở cuối thời kỳ tâm trương đẳng tích hay là đầu thời kỳ đấy thất ạ? Van nhĩ thất. Vâng. Đẳng tích là như nào? Tâm trương đẳng tích là thời kỳ như nào? Nghĩa là khi mà van nó chưa mở thì là nó sẽ giãn ra đẳng tích ấy. Thì ở trong sách ghi là cái cuối cái thời kỳ đấy thì là van nó sẽ mở và cũng là kết thúc của cái thời kỳ đấy. Thì vâng, thì em thì nó cũng trùng nhau thôi đúng không hả? Nó cũng trùng nhau. Nó là do gọi thôi ạ? Dạ. Đến với cái áp thất trong tâm nhĩ lớn hơn thì bắt đầu nó mở ra thôi ạ? Vì là trong đáp án thì có cả hai cái thời kỳ đấy thì không biết là phải chọn cái gì. Giống nhau không ạ? Liệu nó có giống nhau hai cái đấy không ạ? Nhưng mà đáp án thì lại có cả hai ạ. À, với cả cho em hỏi là cái co mạch thì vasopressin với cả angiotensin 2 thì cái gì là có cái khả năng co mạnh nhất ạ? Trên 2 có mạnh mạnh hơn con vaccine. Chính xác đấy ạ. Một cái là có mạnh mạnh. Cảm ơn ạ. Vâng ạ. Cái anh kia, anh ấy trả lời giúp cho chị đúng rồi đấy ạ. Cô chỉ là angiotensin 2 ạ. Chính xác. Rồi, cái đó cũng nhiều cơ chế lắm, không? Rất nhiều cơ chế có mạch. Còn cái vaccine thì có mạch trên mạch thôi, một cơ chế thôi. Đúng rồi đấy ạ, cái không ạ, angiotensin ạ, chủ yếu là co mạch ạ, và nó kích thích hệ hưng phấn hệ giao cảm. Còn cái câu chuyện của cái vasopressin thì ngoài cái việc co mạch, nó lại còn là tái hấp thu nữa. Dạ, dạ. À, chống bài điệu ấy. Thưa cô là nếu mà áp suất thẩm thấu máu tăng thì có làm tăng huyết áp động mạch không ạ? Áp suất thẩm thấu máu tăng thì chị nghĩ là máu dịch sẽ đi như nào? Dịch sẽ vào lòng mạch ạ. Đúng. Làm sao phải hỏi ạ? Bác sĩ thôi làm sao phải hỏi cái đấy. Quay lại cái câu ABCDE đi ạ. Để rồi mình đi sang phần máu ạ. Thời gian rất là fit ạ. Vâng ạ, cô nhớ chứ không phải không nhớ đâu ạ. Dạ, dạ. Vâng ạ, yên tâm ạ. Bây giờ nhé, bây giờ cái cho tôi hỏi là cái van động mạch chủ đóng lúc nào ạ? Có phải là khi mà áp suất trong tâm thất nhỏ hơn áp suất trong động mạch trong nội chủ đúng không ạ? Bắt đầu anh nói nó bắt đầu nhỏ hơn. Đúng rồi ạ, nhỏ hơn thì bắt đầu đóng khi nhỏ hơn. Thì nó xuất hiện lúc nào? Khi giãn đẳng tích. Không ạ. Khi giãn đẳng trương. Khi mà cơ tâm thất bắt đầu giãn. Đúng không ạ? Cơ tâm thất bắt đầu giãn. Cơ tâm thất bắt đầu giãn lúc nào?
đầu cái gì kỳ tâm đầu đời trường đầu của cái gì đầu của ai, cuối cái đầu gì? Thời kỳ tâm trường đầu của cuối điện thế hoạt động, bởi vì cái hình ban nãy nó là hình liên quan đến điện thế hoạt động đúng không ạ? Đầu của cuối cái điện thế hoạt động của tâm thất đúng không ạ? Đến kết thúc điện thế hoạt động của tâm thất đúng chưa ạ? Thế thì kết thúc điện thế hoạt động của tâm thất là tương ứng với cuối của sóng gì? Của C. Đáp án là D chưa? Tương ứng với, người ta cho rằng nó phải tương ứng với cuối của sóng T. Mà đúng rồi. Cuối thời kỳ tâm thất. Đáp án là E. Nhìn sơ đồ trong sách là ra ngay đáp án mà. Đúng rồi đấy. E đúng không cả nhà? Trong sách có hết mà, trong sách cái gì có hết. Có chọn thuốc nào thôi. Tôi có bảng đóng lên cái chỗ điện tâm đồ ấy, thì cái các van tim đóng mở nó hình thấy rất là rõ. Cảm ơn ạ. Nói thật là chỉ cho có 4 tiết thôi, khó mọi năm nhé. Mọi năm là một chương.